Mẹ ơi, con mới xong việc, đã lâu con chưa gọi về. Nhà ta thế nào, cha có đỡ đau ốm hơn không? Mùa đông đã sang rồi, mẹ nhóm than ấm cha ngồi, để với gió rén bên trời. Mẹ bên đây tuyết rơi nhiều, lê chân về sau cả chiều, ở nơi xứ Hàn cũng may sông trùng mây anh em. Chỉ lúc chẳng yên bình, bạn con nó khóc một mình, làm ai cũng nhớ gia đình. Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Hôm nay thì với tâm sự của một người con xa quê sang Hàn Quốc để đi du học. Thật sự là khi mà đến một cái nơi xa lạ như thế này thì mình nhớ nhà rất là nhiều. Cũng may là sang Hàn cũng có quen một số bạn gọi là học cùng trường với mình cũng là người Việt Nam. Rồi là cũng tham gia hội nhóm du học sinh Hàn Quốc người Việt Nam. Thì thật sự rằng là sang một cái đất nước mới lạ, rất nhiều điều mới lạ luôn. Phải nói là nó rất là khác đất nước của chúng ta anh em. Một người con xa quê nào thì cũng luôn buồn, kiểu luôn hướng về quê hương của mình các bạn ạ. Tại sao mà phải đi du học ở một nơi xa xôi? Đơn giản thì cũng chỉ muốn là tương lai sau này nó tốt đẹp hơn. Bởi vì là những cái bằng của những cái trường du học quốc tế thế này thì nó vô cùng là giá trị. Cũng như là vừa học vừa làm chật vật tại những quán ăn, tại những công xưởng cũng là để mong. Ví dụ như là cố gắng thêm một chút để kiếm thêm được một chút tiền gửi về để trả nợ cho cái số nợ mà mình đây. Nhà mình vay ngân hàng để đi ạ, du học Hàn Quốc anh em ạ. Cũng như là bao nhiêu những cái bạn sinh viên du học Hàn Quốc hệ vừa học vừa làm thì cũng giống như mình vậy thôi. Phải nói là khá là nhiều những cái áp lực. Và sang bên này thì mình không nói là nó khổ sở thế này thế kia, nhưng mà chắc chắn rằng là sẽ khá vất vả, không sao. Thì chúng ta là những người con Việt Nam anh hùng sẽ cố gắng. Tất nhiên rồi anh em ơi, cuộc sống nhiều khi mệt mỏi, muốn làm một vài cái video nói chuyện tâm sự với các bạn để vơi đi những cái nỗi buồn trong lòng, chỉ là thế thôi. Và bên này thì Hàn Quốc người ta không có chạy xe máy á, rất là ít luôn, phải nói là rất là ít xe máy luôn. Hầu như là cái số lượng xe máy mà các bạn nhìn thấy ngoài đường nó chỉ là xe máy của cảnh sát hoặc là những người giao hàng, nói chung thì nó rất là ít thôi. Dành ra một phút trải lòng trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, nó làm cho mình cảm giác thoải mái hơn. Nếu như mà các bạn có bất cứ câu hỏi gì, các bạn có thể là comment ngay bên dưới video, Kẹo sẽ nhanh chóng trả lời comment của các bạn nha. Hàn Quốc mọi người ạ. Sẽ khá là mệt đây. Tâm sự một du học sinh. Hello các bạn và lại là Kẹo đây. Hôm nay thì chào mừng anh em đến với một trận đấu Free Fire trên đảo Thiên Đường. Thì đây, hôm nay thì mình mặc cái bộ trang phục đó là chú hề ma quái. Hình như là ở trên nhà có người sao ấy. Ui, vãi hàng luôn, thằng nào đây? Xong dân ok một kill đầu tiên, phải nói là vô cùng đơn giản luôn. Như vậy hiện tại thì Kẹo đã có được giáp chống nổ khá là ngon, chúng ta có thêm mũ ba và ba lô ba vô cùng là xịn sò. Anh em thấy không ạ? Đó là hôm nay thì Kẹo vẫn sẽ tiếp tục sử dụng cái combo súng dị. Chúng ta có đó là một cây shotgun M1887 với lại thì thêm một cây MP40 nữa. Let's go nào các bạn ơi. Ui, vãi. Bắn luôn cơ, sợ thế nhở? Thằng bé lại rút cửa sổ rồi. Ui, bên này có người luôn. Vãi cả hàng, sao đứng lại em ơi. Thật sự là bọn này khá là khó chơi anh em. Ok, qua đây tìm nó luôn này. Anh xem chú chạy đâu rồi nhá. Ui, xong luôn, 2 kill. Khá là ngon lành mọi người. Xong nhá.
Nói chung là mình không cần nhiều đồ đâu. Ok, tranh thủ rút đồ thôi. Nếu như mà có được thêm nhiều những cái trái bông keo thì vô cùng là tốt này. Trên nhà chắc là không có ai đâu anh em ơi. Kẹo là kẹo chỉ nghi ngờ thế thôi. Chứ còn là cũng không chắc, đơn giản là mình có nghe được tiếng chân mày anh em. Thế là mình đoán là có người ở trên. Rồi nhá, ok. Tình hình này thì có lẽ là không có ai. Bởi vì là mình đã câu mấy quả rượu lên như thế. Nếu mà có người thì chúng nó đã chạy xuống lâu rồi. Rồi nha anh em, chỗ này thì sao đây? Rồi nhá, chúng ta sẽ có gì? À, cái ba lô của mình thì nó phun mất tiêu. Ok, phải vứt bớt máu đi. Và chúng ta có thêm được đạn súng tiểu liên. Bây giờ là chỉ còn lại có 5 túi máu thì có lẽ là hơi ít phải không mọi người? Đây, thằng nào trên đây? Đi xe lên trên, tưởng là anh sợ chú á? Lên trên xem như nào, vả nó luôn anh em nhở. À đủ. Ui thằng bé nó có xe nó chạy nhanh vãi, tôi chạy bộ thì bao giờ đuổi kịp nó đây. Nhưng mà thôi anh em, cứ nhây rồi sẽ đuổi kịp nó được thôi. À kia, nó chạy vào trong này rồi. Thôi. Đấy, anh em thấy không? Nó có xe mà. Bảo tôi chạy bộ đuổi theo xe thì đúng là một điều không có khả năng xảy ra anh em ạ. Khá là khó, ngoại trừ nó dừng xe lại chẳng hạn. Ai... Hello hello. Ui. Vâng, như vậy thì ở đây là kẹo không thấy ai nữa, vắng quá cơ. Số lượng người chơi còn lại trong vài đấu này là 18 người chơi. Ten ten, qua đây hốt xác cái anh em nhỉ. Rồi nhá, ui vãi. Gì đấy, đùa nhau à làm sao? Ui, qua kia luôn cả. À, bộ trang phục à, tuổi hồng thơ ngây à. Cái bộ trang phục BD đấy thì chuẩn bị là xác định tâm lý anh cho chú lên bảng điểm số đi. Nào, ra đây em ơi, ra đây. Đùa nhau à? À, vẫn đang còn một keo cơ. Rồi, thì xem ai nhiều một keo hơn. Đùa nhau à? Anh lại biết thừa chú rồi cơ. Này, làm sao? À đủ. Nữa hả? Chơi luôn. Đủ. Lên đây em. Lên đây. Lên đây, lên đây này. Đúng rồi đấy. Ui, dựng bông keo cơ. Nhanh thế nhỉ, xong luôn này. Kể cả là dựng bông keo nhanh thì anh cũng sơi chú tốt luôn, anh ngại gì chú đúng không nào? Ok, tầm này thì mình đã có được full máu rồi. Với lại chúng ta có đó là 8 túi máu luôn. Rất là nhiều lựu đạn tha hồ để mà ném. Số nha anh em, qua đây xíu coi. Đây, câu thêm mấy quả lựu nữa lên trên. Cơ bản mình nghĩ ở trên có người cơ. Có không đây? Tình hình thì chắc là không có rồi. Lấy xe và đi săn mạng thôi nào. Săn mạng nhanh không là chúng nó kill hết bây giờ. Tầm này thì mình mới có được 3 kill, khá là ít phải không nào? Rồi hôm nay sẽ kiếm tầm khoảng 10 kill top 1, anh em yên tâm luôn đấy. Cứ phải chơi như nào cho nó gấu anh em ạ. Đó. 13 người chơi nữa. Trời đậu xanh, cả ngày thì thấy mấy ông kill nhau nhanh thế nhở. Thế thì làm gì mà có slot để cho tôi ăn thêm mạng? Đùa nhau. Đây, bây giờ xuống đây. Nào. Có thằng nào mau mau xuất đầu lộ diện đi. Anh chơi với các chú luôn nhở. À, trên này anh em ơi, chuẩn bị quẹo phải lên trên này. Rồi đây, thằng nào trên này. Chỗ nào? À, ở đây hả, ở đây hả. Rồi ok luôn, làm sao? Mày à? Lại là cái bộ trang phục tuổi hồng thơ ngây. Cái bộ trang phục BD. Mình thề mình dị ứng vãi chưởng luôn. Cái bộ trang phục để nó đẹp đẽ gì đâu mà anh em xài hoài vậy. Vai cả trưởng. Mày ra đây. Tao cho mày BD à? Thật kia, thích BD không hả? Tao cho mày lên thiên đường luôn chứ. Mặc bộ trang phục này. Bộ trang phục BD này. Xong chưa? Xong chưa? Sợ chưa? Khổ lắm cơ, trông dị ứng vãi anh em. Chúng nó toàn để mấy con nhân vật nam xong mặc cái bộ trang phục BD tuổi hồng thơ ngây quần què. Nhìn trông kinh vãi luôn anh em. Thật sự luôn. Mình nhìn thấy mình kinh vãi. Ở đây các bạn tranh thủ ở lút đồ xíu thôi. Ủa ơi, có thêm một keo này ngon. Thế là lại có một keo để xài rồi. Được của nó luôn công ạ. Tầm này thì mình không muốn đổi qua đúc. Cơ bản là combo hai cây súng này chơi vẫn rất là ổn. Thế nên là khỏi cần đổi qua a đúc, nó vẫn cứ là ok. Rồi nha, đây 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 đây. Có người á? Đùa nhau à? À mày ra đây làm gì? Có giỏi mày ra đây, anh với chú solo này. Nào. Đùa nhau này, xong luôn, lên bảng thăng thiên luôn. Cơ bản thì anh em thấy không ạ, cái sát thương mà gây lên từ cây súng shotgun M1887 thì nó rất là mạnh luôn. Bắn đã thế cơ mà.
thằng kia không lên bảng thì đúng là một cái điều mà tổn thất lớn luôn anh em nhở. Súng xịn cơ mà. Giờ đây chúng ta sẽ qua đây. Đây nhá, có một chiếc xe Monte chắc thì mình sẽ không xài. Ơ mà thằng nào đây? Chạy rông à? Úi rồi ôi, úi rồi ôi. Mình chạy xe hơi ngáo, đậu xanh. Mày làm sao? Mày làm sao? Đáng lẽ ra là pha đấy mình tông được nó cơ anh em. Nhưng mà chạy xe hơi ngáo, sorry mọi người. Thằng này thì nó cũng chẳng có đồ gì ngon cả. Các bạn thì mình chỉ xài mỗi hai súng này, thế nên là đâu có cần phụ kiện nhiều đâu. Vãi cả chửa, thằng nào đấy? Thằng nào ở trên đấy hả? À đủ. Ta lại sợ mình quá cơ, nó ngay chân đồi. Ui vãi, vãi, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh nào anh sai ơi, làm gì căng vậy? Ui ui, sợ thế. Bình tĩnh thôi bạn ơi. Anh em thấy được chưa? Đấy, thằng bé đang chạy ngay chân đồi phía 75 độ thì phải. Ok. Thôi bạn ơi, đừng bắn mình nữa. Mình lấy xe mình lên mình solo với bạn luôn, ai lại cứ chơi cắn trộm thế là không có được. Rồi đây anh em. Đó, chuẩn bị lên trên luôn nào. Tất nhiên là không để cho nó cắn trộm được anh em. Thề mình ghét mấy thằng cắn trộm vãi. Đây, lên trên gặp nó là tông nó luôn. À đây rồi. Tưởng gì cơ, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ok, đây rồi. Mày đứng lại. Làm sao? Đùa nhau à? À đủ. Làm sao lên đây? Slow. Nào. Solo này. Tuổi gì? Cái đậu xanh này ok luôn, lên bảng điểm số luôn. Khá là dễ. Rồi nha anh em, chúng ta sẽ lại có thêm mông keo và mình có tận 7 quả luôn. Đấy, anh em thấy ổn định chưa? Cực kỳ là ngon lành và mình đang bơm. Chúng ta đã có đầy máu luôn. 200 EP thế này thì lo gì anh em, cứ tự tin mà chơi game thôi. Đây này, thế này có gì này? Pháo cầm tay ấy hả? Cũng được luôn. Mình sẽ lấy thêm cây pháo cầm tay, coi như là một cây súng phụ vậy. Rồi, hello hello. Ở đây có ai không đây? Chưa thấy thêm ai nữa cả. Ai có 7 thằng nữa thế mà. Đâu mau mau xuất đầu lộ diện. Nói chung là mình thấy được thằng nào là mình xử luôn thằng đấy. Không để cho chúng nó súng dai đâu anh em, cứ yên tâm ở tôi. Rồi nha đâu. Các bạn lại đâu hết cả rồi nhỉ? À đủ. À đây. Ngay chỗ chấm đỏ luôn. Đâm thẳng xuyên thủng qua chỗ chấm đỏ lên vả nó này. À, thằng bé ở trên này cơ. Ok. Tưởng ở đâu thì giả ở trên này đơn giản. Chỗ nào? Chỗ nào ấy nhỉ? Nó đâu ấy nhỉ anh em nhỉ? Mình thấy thấp thoáng quanh đây. À đây rồi. Thấy rồi nhé. Tưởng gì cơ? Đây à, đây à? Ủa ấy. Mà sao trông kiểu nó lag vậy anh em ơi? Thằng này giống kiểu hack lag vậy ta. Ủa vãi. Vãi cả hàng phía sau có người luôn. Trời. Thế này chơi gì anh em ơi? Căng vậy, phía sau cũng có người. Đúng là khốn quá anh em. Ủa ơi, thằng bé này sao mà nó chạy lẹ vậy ta? Thề luôn, chạy lẹ dã man anh em ạ. Đấy anh em thấy không, nó dùng ông keo nhanh tay cực kỳ luôn, mình bắn không nổi. Rồi nha, thế thì ăn lựu đi, ăn lựu đi em ơi. Lựu nó cũng không dính luôn, tài thật, thật sự luôn anh em. Được, thế thì anh phá ông keo. Được. Ui, ui phía sau luôn, đùa nhau. À, thằng nào lên đây? Mày đùa tao đấy à? Lại thêm thằng phía sau này, thế thôi lên bảng điểm số thế cho nhanh anh em. Không cần phải đánh nhiều. Rồi nha, lại có thêm bông keo rồi nhá. Nhưng mà có mỗi một trái này. Tốt không sao. Một trái thì mình vẫn chạy vào bo tốt anh em yên tâm. Đấy, hiện tại là kẹo đang ở trong bo rồi. Ui ui. Đấy, cầm luôn cây shotgun chạy này. Thằng bé bắn auto vật chảo luôn. Hay quá nhở, khá quá nhở. Nói chung là thằng này bắn nó còn gà lắm anh em. Ok, đây, đứng đây. Rồi, làm sao đấy. Hiện tại thì đầy máu luôn, nên là không cần phải lo về nó. Quan trọng là có mỗi một trái bông keo thôi anh em ơi. Thế là phải xem như nào kiếm thêm bông keo thôi. Chứ còn là mỗi một trái thì ăn thua gì. À, thằng kia nó lượm thính. Nhưng mà đây mình xài combo súng bắn gần nên là không bắn xa được. Trời, đậu xanh. Ok, ui, ui. Bình tĩnh đi làm gì căng. À, thằng kia nó đẩy qua kia anh em kìa. Nó tưởng mình chơi gà đẩy qua ăn mình cơ. Qua đây em. Có giỏi qua đây em. Ui này qua thật kìa. Rồi hay lắm. Hay lắm này. Viên nữa này. Làm sao? À đủ. Vẫn đang còn sống cả. Này. Đứng lại ai? Mày đứng lại này. Xong luôn này. Nó tưởng mình chơi gà cơ anh em cơ. Đuổi theo mình luôn cơ. Thề luôn. Thế là bạn này là bạn ấy chết ngu luôn anh em ạ. Rồi ngon lành. Đồ đạc.
của mình bây giờ thì khá là ổn rồi nghe. Chỉ ít là chúng ta cũng có 200 bông keo nên là kẹo không lo lắm. Ủa ơi, phía trên có người luôn. Thôi bạn ơi, thôi bạn ơi, từ từ. Từ từ để mình lên trên cái đá làm gì mà căng thế hả? Ủa ơi, dựng bông keo trông sợ chưa kìa. Thôi không sao đây, mình lên đây liền. Yên tâm, yên tâm, yên tâm. Đây, lên trên đây, vả nó. Ui, thằng bé đã chạy xuống dưới rồi sao ạ? Thật đi kinh rồi. Kìa, đã xuống kia rồi. Được rồi, các bạn ơi, chuẩn bị tâm lý thôi. Chạy xuống và sơi nó luôn chứ ngại gì. Tầm này chỉ còn lại có 3 người chơi nữa mà thôi. Ok, hai đứa ở ngay phía trước mặt rồi. Xuống luôn ngay. À, một đứa bên tay trái này. Vãi cả hàng. Căng thẳng thật luôn này. Ủa, vãi. Thế này chơi gì? Mày qua đây. Uầy, dựng bóng keo. Đỉnh, được. Pha đấy nó không dựng bóng keo là thằng bé đai luôn này. Uầy, mình bắn pha đó hơi lỗi rồi. Ok, còn lại mỗi hai người chơi thôi. Một đứa bên trái, một đứa bên phải. Và hai đứa ở ngay phía trước mặt luôn. Căng thẳng phết anh em, đừng đùa. Mày làm sao? Ủa, sợ quá nhở. Ra đây em ơi. Ra đây em ơi, ra đây em ơi. Này, chạy nổi không? Ra đây em ơi. À, đủ. Này, anh lại sợ chủ quá cơ. Thế là xong anh em. Còn thằng cuối, thằng cuối, thằng cuối. Rồi nhá, cuối, qua đây. Nào, qua đây solo. À, đủ, tưởng anh sợ chú cả. Có giỏi qua đây em ơi. Này, nhanh. Nhanh còn kịp này, nhanh còn kịp này. Ủa, vãi hạ. Tôi xong rồi. Vãi, tí nữa tôi một anh em. Cay thật. Thôi trận này thua. Bye bye anh em nhá.